Tập 2. Chúng Ái Khanh lui xuống đi, chẩm có việc bàn với Trọng Đạt Công. Chúng thần cáo lui. Trọng Đạt Công đứng lên. Ta biết hả? Ta biết hả? Trọng Đạt Công có còn nhớ lời của mẹ ta không? Thần ghi nhớ trong lòng, chưa ngày nào dám quên. Trọng Đạt Công, chuyện của mẹ ta phải làm sao đi? Sau khi quốc tang, mẹ của thiên tử phải được truy phong. Được. Trọng Đạt Công, Khanh hãy mau về nghỉ ngơi đi. Khanh cũng không cần quá đau lòng. Phải bảo trọng sức khỏe, trẫm còn phải dựa vào Khanh nữa. Thần tạ ơn bệ hạ. Thần lo xong việc trong nhà sẽ túc trực bên tiên đế. Bây giờ Trọng Đạt Công là phò thần, nơi ở hiện tại của Khanh thật sự quá nhỏ. Trẫm đã bố trí cho Khanh một nơi ở khác, Khanh hãy mau về xem thử đi. Thần đang là người mang tội, bệ hạ khai ân chiếu cố, thần thật không dám nhận. Trọng Đạt Công quá lời rồi. Theo những gì mà trẫm nhớ được, năm đó trời mưa tầm tã, Khanh cõng trẫm đi tìm Quách Thái Hậu. Nếu không thì trẫm cũng không lên làm thiên tử được. Trẫm luôn ghi nhớ trong lòng. Đó là bổn phận của thần, lại khiến bệ hạ ghi nhớ không quên. Thần cảm kích vô cùng. Trọng Đạt Công hãy mau bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Không cần phải câu nệ với trẫm, Khanh hãy mau về xem thử đi. Thần cáo lui. Trọng Đạt Công, có thần. Quách chiếu nên sắp xếp ra sao? Bệ hạ, Quách Thái Hậu cũng là mẹ của thiên tử. Chẳng biết rồi. Thần cao lùi.
Phụ thân, thúc thúc mời vào trong. Con cho người chuẩn bị cơm xong rồi. Ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Chiều bá, cho người dọn cơm đi. Cha con không đói, nhưng mà tao đói qua cả mắt rồi. Dạ, nói nhà bếp chuẩn bị đi. Nè chú bá, tên dạ. Tư Mã Ý về làm phò thần rồi, liệt vào đại thần, ngang bằng với nhà ta. Sao cha con không tức giận được chứ? Cứ tưởng ngày thay hình đổi dạng tới rồi, ai ngờ hắn lại trở về chơi trò bình mới rượu cũ sao? Phụ thân, người muốn loại bỏ Tư Mã Ý hay muốn loại bỏ tân chính của hắn? Chỉ cần còn tân chính thì hắn có bỏ đi 3 năm, Tào Giao tôn thần chúng ta vẫn bị áp chế vậy thôi. Muốn loại bỏ Tư Mã Ý cũng dễ thôi, 1-2 thích khách là được. Nhưng mà muốn loại bỏ tân chính sẽ dính đến nhiều quan viên hơn. Nếu đơn giản như vậy, chúng ta phải chờ tới giờ này hay sao? Phụ thân, bây giờ hoàng đế đã chết rồi. Hỗn sược, hoàng đế Băng Hà. Dạ phải, hoàng đế Băng Hà, hoàng đế Băng Hà. Nếu ta không mượn cơ hội hoàng đế Băng Hà này thì có hơi đáng tiếc. Mượn làm sao? Phụ thân, mau nói đi, phải mượn làm sao? Thay đổi hết tất cả các quan viên lo chuyện tân chính, vậy là được rồi. Con quên rồi sao? Quyền bổ nhiệm quan viên bị thượng thư đài thao túng rồi. Chịu tan, bắt tất cả quyền lệnh thái thú các châu quận về chịu tan đi. Khi đã bước vào kinh thành thì đi hay ở, giữ hay cách chức do ai quyết định? Đương nhiên là đại thần phò chính. Trần Quân là kẻ nhu nhược, nghĩa là còn lại hai chúng ta đối với mình Tư Mã Ý. Chỉ cần bắt người hắn bổ nhiệm, tân chính của Tư Mã Ý sẽ trôi theo dòng nước. Giải quyết tận gốc. Rất thông minh. Hay lắm, tuổi trẻ tài cao. Thị trung chính là nơi này. Lớn quá. Con muốn qua đó hả? Chờ một chút nha con. Thị trung, dinh phủ mới mà bệ hạ ban thưởng, thị trung có hài lòng không? Hơn xa những gì mà thần nghĩ. Bệ hạ ban thưởng hậu đại khiến thần hoảng hốt. Vậy nô tài xin phép cáo từ. Đa tạ nội quan. Cha, lần này không cần trồng ruộng nữa rồi. Nơi này to quá đi, ai có được dinh phủ lớn ở Lạc Dương? Cha là một trong tứ đại phò thần, đương nhiên là hơn xưa nhiều. Nè, mọi người xem đi, hoàng đế chu đáo thật, tất cả đều hài hòa. Ca, đi xem phòng của chúng ta đi. Được, Nhu Nhi. Cha, mẹ, con đưa mọi người đi xem thử. Đi đi. Bệ hạ đúng là chu đáo. Lần đầu ta thấy dinh phủ lớn như vậy. Nếu cha còn sống thì tốt quá. Ở trong dinh phủ lớn cỡ nào thì trách nhiệm cũng lớn cỡ đó.
tưởng có thể ở lại quê nhà sống hết nửa đời còn lại, xem sao mong muốn được sống yên thân, vẫn phải chờ hoàng đế định đoạt. Cái này để tính thời gian hay sao? Đây là y khí mạng phúc, không phải dùng để tính giờ. Phu nhân coi, nước chảy từ trong đầu rồng này ra, khi nào đầy cái thao đồng này, thao đồng sẽ tự lật lại. Đây là vật dụng để khuyên răn quân tử biết khiêm tốn, không tự mãn. Xem ra thiên tử thiếu niên đương thời đang nhắc nhở ta đừng để lòng tham quá lớn. Cái chậu đá này to quá. Lần này tốt rồi, chờ tới mùa hè cả nhà đều có nước ô mai lạnh để uống. Nếu cha còn sống thì tốt quá. Cái chậu đá này hoàng đế có ý gì không? Có chứ, tinh khiết như băng, thiên tử muốn ta minh bạch. Vậy sao? Nếu nói như vậy thì thiếp biết ngọn núi giả này dùng để làm gì rồi. Dùng để làm gì? Là thiên tử của chàng, muốn chàng luôn phải nhớ tới Giang Sơn đại nguyện. Phu nhân đúng là nhạy bén. Có điều Giang Sơn đại nguyện làm sao có thể ở trong nhà chúng ta? Có phải ai làm quan lâu ngày đều giống như chàng không? Chuyện gì cũng suy đoán nghĩ ngợi. Đúng là như vậy. Ta dùng môi lừa miệng ngựa, suy đoán ý nghĩ tinh thế của thiên tử. Chà, ở trên lầu nhìn rất là có phong thái. Chẳng lẽ đứa bé này là hoàng đế ban thưởng cho chàng sao? Làm sao có thể? Hai người là ai? Tới nhà con làm gì? Vậy con là ai? Con là Luân Nhi. Chắc con là người trong nhà. Luân Nhi à? Chắc là con rành chỗ này lắm hả? Rành lắm. Rành lắm. Vậy dẫn ta đi xem một vòng được hay không? Dạ được. Sao tóc của con lại nhiều tới vậy? Ta ẵm con được không? Ừ. Nè. Ôi trời. Con cũng nặng thiệt đó. Chúng ta có cần lên lầu đi một vòng không? Lên lầu xem thử hả? Được thôi, con dẫn ta đi đi. Phu nhân. Hả? Nàng xem trước. Ta ra ngoài một chút. Đi đâu vậy? Đón cô ấy về đúng không? Chỉ có mỗi chuyện đó mà nghĩ cả quãng đường. Đi đi. Đa tạ phu nhân. Nàng tới rồi sao? Ta định đi đón nàng. Thiếp biết lão gia sắp về nên tới đây chờ mọi người 3 ngày rồi. Cô ấy đã chờ ở đây 3 ngày. Lão gia, phu nhân, cuối cùng mọi người cũng về. Luân Nhi, xuống mau. Lương Nhi, con lại chạy lung tung đúng không? Nó là con ai nhỉ? Đây là con của thiếp. Con của nàng. Nó tên Tư Mã Luân.
Nó cũng là con của lão gia. Hôm đó phải, chàng giỏi lắm. Tại sao không nói với ta? Dì thiếp không biết lão gia có về được không. Nếu như lão gia không về được, thiếp nói với lão gia thì chỉ sợ lão gia thấy áy náy và thấy lo lắng. Gọi cha đi con. Cha ơi, có phải cha tên Tư Mã Ý không? Ta đi. Râu của cha còn dài hơn mẹ nói nữa. Phu nhân, sau lưng của thiếp không còn hoàng mệnh nữa, thiếp chỉ là một dân nữ bình thường. Nếu phu nhân muốn thiếp đi thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới lão gia. Tuy thiếp chỉ là phận nữ nhi nhưng vẫn chăm sóc được cho con mình. Thiếp đi hay ở là tùy phu nhân quyết định. Con trai của cô tên Tư Mã Luân đã là con cháu của nhà Tư Mã, sao có thể lưu lạc bên ngoài? Khác nào ta tự nhận mình không theo lương lý. Ý của phụ nhân là cho thiếp ở lại đây. Ở lại đi. Phu nhân, thiếp biết quy tắc. Phu nhân sẽ là mẹ cả của Luân Nhi. Nuôi dạy Luân Nhi ra sao đều do phu nhân quyết định. Ta đã có hai đứa con, ta cũng không muốn đi nuôi con của người khác. Tình cảm mẫu tử còn lớn hơn tôn ti trật tự trong nhà gấp trăm lần. Từ giờ trở đi, ta ở Đông Diện, cô ở Tây Diện, chúng ta tương kính tương trợ, không quấy rầy nhau. Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Đa tạ phu nhân tác thành. Đa tạ phu nhân tác thành. Chuyện của thiếp và cô ấy liên quan gì đến chàng? Đa tạ nàng rộng lượng. Thiếp rộng lượng sao? Rộng lượng. Đi xem Sư Nhi và Chiêu Nhi. Bây giờ cha con không cưỡi ngựa được. Vậy chờ cha chiến thắng rồi mới cưỡi nha.
chuyện gì nó cũng biết hết. Thành Đô. Thừa tướng, Lạc Dương cấp báo. Tào Phi qua đời thật rồi. Thừa tướng quả nhiên liệu diệt như thần. Trước lúc lâm chung, Tào Phi lập Tào Duệ làm thái tử, còn đặc biệt chỉ định thứ vị phò thần. Là ai vậy? Ấu Thường. Chẳng phải cậu nắm rõ triều đường của Ngụy Quốc lắm sao? Cậu nói xem, bốn vị phò thần này là ai? Phò chính phải là người quyền cao chức trọng, đồng thời có tài lực dồi dào. Trong tôn thất cùng hàng của Tào Phi, Tào Chân, Tào Hưu. Đúng vậy. Phía Giang Thần đương nhiên là Thượng Thư Lệnh Trần Quân. Đúng vậy. Còn lại người thứ tư chẳng lẽ là Ngô Chất? Ngô Chất không đủ tài đức gánh vác trọng trách, là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý chẳng phải đã bị cách chức rồi sao? Hắn không ở trong triều đường, nhưng Ngụy Quốc vẫn đang thực thi tân chính do hắn đề ra. Tào Phi trước giờ cũng chưa chính thức cách chức của Tư Mã Ý. Trần Quân quá nhu nhược, không nắm quân sự. Tào Hưu chịu trách nhiệm Đông Ngô, người này nóng nảy vội vàng, nên cả hai người này đều không đáng ngại. Tào Chân phụ trách chiến sự với nước ta, người này tuy võ dũng nhưng ích kỷ kiêu ngạo, không đáng lo lắng. Chỉ còn một mình Tư Mã Ý, người này rất ít dùng binh, nhưng mấy năm nay chuyện lớn chuyện nhỏ của Ngụy Quốc đều bị hắn khống chế. Con người này học đoán được. Con ngựa này mới là đối thủ thật sự của Đại Hán ta, nhưng cũng chưa chắc không thể chế phục. Thừa tướng hiểu rõ hắn sao? Bốn vị phò thần này như nước với lửa, ngày nào còn Tào Chân Tào Hưu là ngày đó. Con ngựa này vẫn chưa thể phi nước rút được. Đây là dịp tốt để thiên tứ chúng ta khắc phục Trung Nguyên, hồi phục Hán thất. Chuẩn bị xe, ta phải tiến cung diện kiến bệ hạ. Dạ. Trường Văn huynh, có quần báo Đông Ngô không? Không có. Vậy còn Tây Thục? Cũng không có. Trọng Đạt à, huynh đang lo Đông Ngô Tây Thục nhân lúc quốc tang khởi binh sao? Liên minh Tôn Lưu sẽ lợi dụng sơ hở, sự yên tĩnh lúc này chẳng phải dấu hiệu tốt. Đại Tư Mã Đại Tướng Quân tới. Hào quan tham kiến Đại Tư Mã Đại Tướng Quân. Tất cả lùi xuống. Chúc mừng Tư Mã Thị Trung trở về Thượng Thư Đài. Ê, cũng phải ba năm rồi
bổn tướng quân không ngày nào giờ nào mà không nhớ tới Tư Mã Thị Trung. Đúng đúng đúng, Hạ quan cũng thường hay nhớ lại lúc được cộng sự với đại tướng quân. Ủa, ngày tháng còn dài. À, như vậy tướng quân, hôm nay dẫn binh tới Thượng Thư Đài chắc là có quân vụ. Bọn ta tới muốn hỏi tại sao Thượng Thư Đài còn chưa hạ chiếu triệu quận thủ các nơi về kinh triều tang khóc thương linh cữu tiên đế. À dạ, tiên đế cũng không có di chiếu gọi bá quan văn võ các nơi về kinh triệu tang. Tiên đế cũng không có di chiếu không cho đại thần về triệu tang. Võ đế từng có di lệnh như vậy, bá quan văn võ các nơi không được rời bỏ vị trí có thể lấy để tham chiếu. Xưa nay không giống nhau. Thời võ đế là lúc chiến loạn, không chịu tang cũng không sao. Nhưng mà bây giờ đất nước thái bình, nếu vẫn không chịu tang thì còn gì là cương thường để cho Tôn Lưu chê cười. Chính vì Tôn Lưu đang rình rập, nếu trong lúc này bá quan văn võ khắp nơi về kinh chịu tang, chẳng phải là sao nhãn chính sự tự làm loạn nội bộ hay sao? Đang lúc thế sự rối ren, nhị vị tướng quân khăng khăng bắt bá quan về kinh, rốt cuộc là khóc thương tiên đế hay là muốn đả kích quan viên? Bá quan khóc thương tiên đế đó là chuyện đạo lý hiển nhiên. Quan này là quan của Đại Ngụy. Từ Mã Ý, người ra sức ngăn cản, không lẽ gì muốn biến quan viên Đại Ngụy thành tay sai khác họ của nhà Từ Mã các ngươi sao? Trần quân, ý quân ra sao? Chuyện về chịu tang là quốc sự, cũng là gia sự của bệ hạ. Chúng ta cùng nhận cố mệnh, lại có sự chia rẽ lớn như vậy, sao chúng ta không tấu với bệ hạ chuyện này, mời thiên tử định đoạt? Sao hả? Thấy sao? Sự thể quan trọng nên để thiên tử định đoạt. Làm quan viên như huynh đúng là bớt nhọc công thật đó. Đi, đi gặp thiên tử đi. Mời. Giống chút nào, không có thần thái cao quý của mẫu thân. Bệ hạ, xin bệ hạ tha mạng. Người đâu? Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, xin bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ. Giống nhau không? Không giống. Ngươi vẽ giống được không? Dạ được. Đôi mắt đó vẽ không đúng. Thêm sữa. Bệ hạ, làm bẩn hình của thánh mẫu. Trảm. Bệ hạ. Trảm. Bệ hạ. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ. Bệ hạ cho thần sữa đi bệ hạ. Bệ hạ, thần biết vẽ đôi mắt. Thần biết vẽ đôi mắt mà bệ hạ. Thần biết vẽ, xin cho thần sửa đi. Bệ hạ. Có một bức tranh mà cũng không vẽ được, trẫm giữ các khách lại làm chi? Trả mà hết đi. Bệ
Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Xin bệ hạ tha mạng. Bệ hạ xin giải lại tha mạng. Xin tha mạng. Bệ hạ xin cho tôi nhẹ lại. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ xin tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ. Bệ hạ. Tịch ta. Có nô tài truyền chỉ cho trẫm chiêu mộ quả sư dân gian. Phàm là người nào giá được dung mạo của thánh mẫu sẽ được phong hầu thưởng của cải. Dạ, nô tài lập tức đi ngay. Bái kiến tứ vị đại thần phò chính. Giờ này vào cung không biết có chuyện gì. Bọn ta muốn gặp bệ hạ, mau vào bẩm báo đi. Bây giờ bệ hạ không tiện gặp mọi người, nô tài có thể bẩm báo lại sau. Đại nội quan, thượng thư đài kéo dài không hạ chiếu, triệu quân thủ các nơi về kinh chịu tang. Thượng thư đài 3 lần 4 lượt né tránh trách nhiệm, vậy là bất kính với tiền đế. Cám phiền đại nội quan nghe rõ ngọn ngành. Thượng thư đài cho rằng thời gian quốc tang Tôn Lưu sẽ ngấp nghé tấn công nước ta, các nơi càng phải tăng cường phòng bị, sao có thể tụ về kinh sư bỏ mặc an nguy quốc gia xã tắc. Phụ tử tử tang, nhân luân cương thường, cha mất cũng bỏ mặc không lo thì không bằng cầm thú. Sao hạ từ mỹ, không lẽ là ngươi muốn thiên tử quan viên học theo ngươi không thọ tang cha, bất trung bất hiếu sao? Lẽ nào ngươi muốn bệ hạ học theo ngươi không thọ tang cha, bất trung bất hiếu sao? Đại tướng quân phải nhắc chuyện nhà hạ quan trước mặt bệ hạ sao? Lúc hạ quan mang đại tang, tiên đế đoạt tình Lưu Dụng, Từ Mã Ý có hiếu hay bất hiếu? Không tới phiên ngài nói. Từ Mã Ý, tang của thiên tử cũng là việc nhà, đại quyền phò chính ta và tử đang đứng đầu. Sao hả? Chính lệnh của bọn ta không được tính sao? Tiên đế để tướng quân phò chính, chưa từng để tướng quân chuyên quyền. Rốt cuộc là ai chuyên quyền? Tướng quân bất giận, tướng quân bất giận. Tất cả vì xã tắc, tất cả là vì xã tắc, xin đừng gây nữa. Quỳnh tránh ra chỗ khác đi. Trần quân. Trần quân, Trần quân cái gì? Giờ ta là Trần Tư Không, tới tẩm cung thiên tử rồi còn không nghe thánh thượng phán xét, đó mới là đại bất kính đó. Khuôn miệng tinh tú, răng đều như bắp, tay mềm như cỏ, ngón tay mơn mởn, mỗi lần nở nụ cười là như bình minh ló dạng, mỗi lần ưu sầu như hoa sen bị giấy bùn. Hiểu hết rồi chứ? Dạ, hiểu. Hiểu rồi thì vẽ đi. Dạ. Bệ hạ, tứ đại phò thần đang đứng bên ngoài, nói là muốn xin ý chỉ về việc triệu hồi quận thủ các nơi về kinh chịu tang. Họ không tự quyết định được à? 4 người họ sắp đánh nhau tới nơi rồi, mới vào cung hỏi ý của người. Ai đánh nhau với ai vậy? Đương nhiên là 2 vị Tào tướng quân và Tư Mã Ý. 2 vị Tào tướng quân chủ trương chịu tang, nói như vậy mới là trung hiếu. Tư Mã Ý ngăn cản chịu tang, nói an nguy xã tắc quan trọng hơn. Còn tên Trần Quần kia tức tới mức nổi trận lôi đình. Đúng là không có ngày nào được yên.
Tư Mã Ý đã quyết tâm lấy một chọi hai như vậy thì không cần phải chịu tan nữa. Lý do là hắn đã thay Trẫm đưa ra lý do rồi. Hiếu của thiên tử và hiếu của thường dân khác nhau. Dạ hiểu. Khuôn miệng tinh tú, ngươi cân nhắc lại đi. Bệ hạ có chỉ, thượng thư đài suy xét chu đáo, quận thủ các nơi không cần về chịu tang. Bệ hạ thánh minh. Mình đại nội quan, đại tướng quân, bệ hạ đã quyết định rồi. Nếu như không phải vì nể mặt bệ hạ, ta đã chém đầu các ngươi hết rồi. Tử Đăng, chúng ta đi. Hôm nay bởi vì ngươi làm cho bệ hạ mang danh bất trung bất hiếu, đại nội quan, hạ quan vẫn còn việc gấp, cần diện kiến bệ hạ, phiền đại nội quan vào trong bẩm báo. Tư Mã Thị Trung, nếu muốn gặp bệ hạ, xin hãy chờ tới sáng mai thượng triều. Bệ hạ đương thời hành sự, giữ kính như bưng. Nhưng dù gì đi nữa cũng không uổng công của chúng ta phải ngày đêm suy tính. Từ lúc Chân Thái Hậu qua đời, tính tình của bệ hạ càng lúc càng ương bướng hơn. Sau này chúng ta hành sự cũng phải cân nhắc cẩn thận. Ngươi đang vẽ cái quái gì đây? Bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng. Ai kêu ngươi vẽ mặt trời? Ha! Bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng. Người đâu? Giết chết chúng cho trẫm! Bệ hạ, chẳng lẽ thiên hạ không có họa sư nào vẽ được dung mạo của Thánh Mẫu Trẫm hay sao? Có không? Khởi bẩm Thái Hậu, bệ hạ lại đang giết người. Thái Hậu tới.
Bái kiến Thái hậu.